Thưa quý vị, dãy trọ nhỏ tại số 119/15/17 đường Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được biết đến với cái tên Nhà Hy Vọng. Đây là mái ấm tập thể cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, được nhận vào ở trọ miễn phí. Nhờ vậy mà họ tiết kiệm được một khoản chi phí để chăm lo thêm cho gia đình. Từ tháng 4 năm 2021, một nhóm các bạn trẻ đã tìm thuê một dãy nhà trọ gồm có 6 phòng và lấy tên là Nhà Hy Vọng. Tại đây họ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật, già yếu, không nơi nương tựa, có một mái ấm miễn phí. Để Nhà Hy Vọng được duy trì, mỗi tháng các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau chung tay đóng góp một khoản chi phí của bản thân để ủng hộ, người góp tiền, người góp vật dụng, đảm bảo mỗi gia đình khi về nhà mới đều đầy đủ, thoải mái. Chúng tôi cũng có những cái ước mơ. Trước hết là không những là mình muốn giúp họ về chỗ ăn, chỗ ở không, nhưng mà muốn giúp họ về có những cái ý tưởng về cái công ăn việc làm cho họ, để họ có thể thay đổi cái việc làm. Rồi có những cái ước mơ rằng sẽ mở ra được nhiều cái nhà hy vọng hơn nữa, rộng hơn, lớn hơn, sẽ giúp đỡ được nhiều gia đình hơn. Là một trong những hộ gia đình được nhóm giúp đỡ, chẳng ai có thể ngờ trước đây gia đình chị Hằng cùng các con từng chịu cảnh nay đây mai đó. Là mẹ đơn thân, một mình chị vừa làm nội trợ, vừa là trụ cột kinh tế của gia đình, để nuôi ba con nhỏ. Dù cố gắng làm việc nhưng để chăm sóc các con được đầy đủ vẫn là điều khó khăn với chị. Dự án Nhà Hy Vọng, đúng như tên gọi của nó, đã đem lại cho chị một mái ấm thực sự và niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn. Giờ đây trong căn phòng rộng chừng 15m², tiếng cười giòn tan của các con mãi không ngớt. Nhờ đó, nỗi lo toan của người mẹ cũng vơi đi phần nào. Cảm ơn các chú và các cô đã cho ngon và gia đình chỗ ở và cho sách để con đi học và truyện. Với lại là đã cho con bạn học để viết bài. Đây là cô Như là chưa gặp có cháu ở trong cái hội. Sau khi gặp Trăng được mấy đứa ở trong hội thì giúp đỡ cho mẹ con có cái tổ ấm là cái điều đó là quan trọng nhất. Thì bà cũng mừng, xin cảm ơn anh, cảm ơn anh bà đăng cái nhóm này. Nhà Hy Vọng, nơi những con người cơ nhỡ khó khăn có một nơi để hy vọng, san sẻ và nương tựa vào nhau như một gia đình. Dù chỉ là phòng trọ nhỏ với đồ đạc đơn sơ, nhưng đã trở thành niềm mơ ước và hạnh phúc đặc biệt cho những con người nơi đây.